Hello, xin chào các bạn. Sáng giờ mình rước nghệ nhân qua làm một cái cây các bạn. Cái cây này là cái cây bứng tại Kỳ Co, ngay chỗ người của rừng bứng là cây này đó các bạn. Người của rừng nói là từ nào gì đi rừng, không? Là bứng cái cây này là tại cái Kỳ Co là cây coi như là cái cây to nhất ở cái đó các bạn. Tự nhất lúc đi rừng tới bây giờ á. Thì mình cây này mình mua nay 2 năm rồi các bạn. Có cái clip luôn. Mình thấy bứng trong cái clip á, mình về là mình mua liền. Đó mình mua với cây cây trắc. Là cây trắc mình đưa cho thằng cháu rồi. Còn cây này mình giữ lại thì nó sẽ một bên các bạn xem nè. Xem mà mình đục mình phá nè. Rồi nè. Một bên này nè, cái nhánh này là cái nhánh chết, là khi mà nó chết là chết tại rừng, cắt ngang nhưng mà nó bị lao luôn, là mình cắt mình chỉnh lại nè các bạn. Nhờ nghệ nhân qua rồi anh hai anh em ngồi nghiên cứu chỉnh sửa đó, mình đục lại nè đó, mình tha keo trên này nè đó, cái mặt cắt này bữa mình ép mình không sống rồi nó bị chạy đường gân này các bạn, đó nó chạy đường gân mà nó bao da lại hết rồi. Cây này chết thì không chết, rễ các bạn, bạn thấy rễ không đó, hồi đó không có rễ các bạn, giờ rễ trôi vô rễ các bạn thấy rễ hết hồn không đó. Bây giờ mình vô chậu các bạn. Bạn thấy rễ dày sao chết nổi nữa. Đó, rễ mình trồng dưới đất nha các bạn. Nay 2 năm mình nhổ lên. Đó, bên này thì giờ lát mình ép cái cạnh đây. Đó, đó. Nè, mình đục nè. Mình đục rồi mình tha keo lại bên này nè. Đục tới da nha các bạn. Đục tới cái da, nó da sống đó. Đục tới da sống. Mà các bạn nãy giờ đo nãy là 50 nha các bạn. Đó, đục tới cái vô qua da sống đó. Mình tha keo này các bạn. Keo Phú Nhật nè các bạn. Các bạn chơi keo này, đừng có tiếc tiền. Nó chơi keo này đi, nó keo mà có cái cành của Nhật nè, nó chữ Nhật không à, không biết cái gì đâu á, nó mình mua mình xử lý nó gốc này các bạn, gốc rất là to, rễ cũng tứ diện luôn, đó, nè, rễ đủ rễ các bạn, rễ vòng rễ nè, đó, các bạn mấy cái đầu rễ nó ra nè, đó các bạn thấy, cây này thì chết thì không chết. Nhưng mà nó có cái lỗi là nó bị chết cái da đây. Tại vì cây này á, cây già quá các bạn nha. Cái da nó già quá, nó nứt. Rồi mình quần này là 50 các bạn. Này mình đo cho các bạn xem. Đo các bạn. Đo phải lòn vô đây nha. Đó, lòn vô cái rễ chứ không để ngoài rễ nha các bạn. Đó, nè các bạn thấy nè. 47. Ở đó là nó 53 các bạn. Nhưng mình đục vô tiếp vô là mất. Đó. Nè, dưới này thì đo sát này 50 được các bạn. Đó 50 nè. Thấy không? Đó 50 nè. Gốc này rất là to. Ở vậy ngay chỗ người của rừng á các bạn. Bạn nói là cây này từ đầu giờ đã đứng cây Kỳ Co eo gió là cây này lớn nhất. Lớn nhất là trước khi gặp nó. Mà mình cũng thấy rồi. Từ trước giờ là cây này á, đây, sáng giờ mình rước cái anh này qua phụ mình nè các bạn. Phụ mình là kìm rồi ảnh đục luôn. Mình kìm cho ảnh đục. Đó, đục rồi tha keo. Nói chung là cái cây này phải 2 người các bạn, một người là không bao giờ làm được. Đó. Tại nó quá to đi. Đó các bạn thấy không, nó lên cũng 37 21 không đúng đâu gì đâu. Lát mình phải ép nhánh này qua đây. Đó các bạn ép vậy. Ép qua mình để cho làm cho nó có một cái nhánh tàn đây. Còn mấy cái này mình thành chân mình để dưới. Rồi. Đó các bạn thấy không? Đó giờ mình vô chậu các bạn. Mình vô chậu. Vô chậu lớn các bạn, chậu này ngang nhiêu nút thì nhớ nước chân nhiêu, chân nhiêu rồi ngang nhiêu bề ngang 60 dài 80 phải không, nó vô chậu phải cỡ này mới chịu nổi nó các bạn. Rồi để lên đơm, để lên thử nổi không đó, nghệ nhân mà làm không nổi cái đó nặng các bạn đó.
thấy không? Trời ơi cái chậu đó các bạn thấy rễ không? Đó. Đây. Anh chim lại đi. Đó, trống này các bạn. Ốc hết hồn luôn. Cái này nó bị lũa cái chỗ này nhưng mà lũa đẹp các bạn. Nó chảy gân này cũng đẹp, nhìn xoắn xoắn đẹp. Đó. Quá trời rễ luôn. Đó thì giờ mình sẽ làm ấy là các bạn. Giờ mình dựng cái máy đặt máy đây mình làm rễ lại các bạn. Rễ làm sao bây giờ? Qua. Để gươm để được. Lát mình để mát ha. Mấy cây này cần để được mát nha các bạn. Rồi, đây đây tôi đẩy lên rễ đó. Để kéo cây qua đây hay sao? Cái rễ lại quá trời rễ luôn. Rồi. Dùng rễ rồi. Hết hồn rễ luôn các bạn. Cái này mình vô bầu V6 bạn. Giờ anh lấy cát anh trộn thêm đi. Anh trộn thêm cát đi cho nó xuống nhiều chút. Trộn thêm miếng cát. Cái sao nó nhổng lên thì trời. Đó, mình trộn vậy. Rồi mình lấy cái miếng mũ mình dừng các bạn. Lấy lắp lên. Mình cái gì rất kỹ lắm các bạn, keo đồ này kia mình làm kỹ lắm, cây kỹ nó làm kỹ, vụ mà sa keo bật cắt này mình làm kỹ lắm các bạn, mình thì mình kỹ cái đó, tại vì những mặt cắt của mình không sa keo các bạn, cái thứ nhất á là nó đi hơi các bạn, nó đi nước của thân cây á, do đó những cái đó mình cần phải làm cho nó tốt, đó. Các bạn cái xích keo liền đi, cây mà mình cũng không bỏ ngoài nắng nữa, cây này quá là to luôn. Cái thân trên này các bạn, thân trên này, thân này phút trên này các bạn, phút trên này là nó 30-35, còn dưới này em to các bạn, dưới này to luôn, cái rễ tròn quá, theo anh em ta đo luôn các bạn. Nó 50 nha các bạn. Mình đo thành đoàn vô cái rễ này. Trộn cát vô nhiều đó. Đang cho nó rải cho nó xuống. Nhưng mà cũng nhờ cái anh nốt này anh mới làm nổi cho mình. Mình là không nổi các bạn. Cây này một phần là không nổi đâu. Hồi trước thầy thợ qua phụ. Cây to này hoành 50 trở lên là một mình làm đâu có ai đâu, giờ mà nổi không có nổi là không giờ nổi, đó là nguyên của nó rồi. Nằm lát tưới hết xuống à, tưới chủ yếu cát nhiều tưới tự nó tụt xuống à. Giới thiệu kéo tốt nữa đó, cắt xỉu luôn. Giới thiệu trên mạng thôi, nhìn sướng lắm, nghe đá lỗ tai luôn các bạn, nghe nó buồn, nó thật, nghe nó muốn lấy chút tiền ra mua, mua về thấy, cái nào đúng cái nào sai. Cần mua cái nào không cần mua.
đâu có đồ dựng, lát lấy cái lưới á trùm lên. Anh ngắm giùm tôi đây. Nghe không? Khoan khoan tôi dọn cái phải dọn cái đây. Ngắm cái đó dọn cái đi. Trời nó có trái, có trái nhóc. Cây này có clip bạn, clip đứng cây này. Nghiêng không, nghiêng không, nghiêng không, đó, nghiêng không, đó, rồi, rồi, đúng rồi. Đó. Đó, làm vô quá, cái khiên nổ lên đây. Được. To các bạn, nếu mà so ra cây hải châu biển á các bạn, châu hay biển á nha, hải châu biển đảo là cây này lớn nhất cái vườn mình nha các bạn, biển đảo nha, mà cây lá nhỏ nha, còn cây lá trung thì thôi, thiếu gì cây lớn, cây lá nhỏ, cây của cục, cây này á mình lên clip là ngay chỗ người của rừng là biết cây này liền, tại vì cây này em bứng á, em bứng là vậy các bạn, em bứng là ảnh giống luôn cái đồ nghề ảnh đỏ tại gốc ngay cây này luôn, tức là ảnh đi bướng là ảnh phát hiện đó. Còn cái kiềm kia ra đây không phải kiềm cách kẽm sáng hai cái đó mà cái okay. Yeah. À, cái đó giờ còn kiếm được hả? Có cái kia cái cán màu xanh, cái kia cán màu xanh có hai người là mất kia mốt kiếm được cái nó xét xẹt hẳn nằm trong cái đống tro á bị rồi à, giờ làm chỉnh sửa lại các bạn nhìn cái em chọt gì chị cho nó xuống không cái anh tưới bỏ cho mát ha để cho nó sống an toàn đem ra nữa.
chậu vậy mà còn thiếu muốn hụt luôn phải không? Mình vô chậu này nuôi đi. Tính sao? Được rồi, được rồi. Giờ sao ép này lên là nó lấy cái này quấn lại. Cái dao hả? Cái dao đục giấy hả? Cái màu gì? Mày vô nhánh nào? Nhánh này hay nhánh này? Nhánh bự. Đấy, cô nói hết, cô nói luôn các bạn. Đó. Nhé, cửa này biết nó sống không nè. Đó. Rồi cái mặt trong của cái này á, mình cạo phải không? Cái dao phải giờ này nó mới đi. Nước nó vô phải không? Mới dính phải không? Đó, vậy cái muốn vậy nó kéo cái này xuống nè. Kéo cái này xuống, rồi nó cứng ngắt rồi. Sâu rồi. Clip đây cũng dài các bạn. Đó. Quay cũng dài các bạn nè, mình vô chậu các bạn. Đó. Giờ mình làm cách của mình nè. Cây này các bạn. Đó, cây quá trời to luôn. Bạn thấy cây không? Cây rất là to. Hoành dưới 50. Đó. Cây này cây chỗ kỳ co nha các bạn. Kỳ co nha, cây này cây kỳ co nha các bạn. Mình quay clip đây mình nói là ngay chỗ cây cái kênh này của người của rừng là bứng á các bạn, ngay tâm á. Bứng cây này hôm nay đưa mình nay là 2 năm rồi các bạn. Nhưng mà lúc nó về mình thấy nó to quá, mình xuống đất luôn. Bộ rễ nó nãy rất là dữ, bộ rễ. Rễ rất là nhiều. Chết thì không chết. Nhưng mà cây này nuôi thì nói chung là đến giai đoạn này thì nếu mình ép cái này vô dính, anh cạo cạo da hay sao lúc cạo đây. Đó, anh canh anh cạo cái tôi lấy rồi tôi quấn lại. Đó. Cái vô mình thả luôn các bạn. Để cho nó sống đi. Sống rồi mình ép sao. Nó cho nó sống cho nó khỏe rồi mình uống sao. Cây này giờ mình không có uống sữa gì nữa các bạn. Không uống sữa gì nữa hết á. Đó nè. Rước thở tới làm mới được chứ mình làm cái này không nổi các bạn. Mình già quá một mình thôi, rinh kéo này không có nổi luôn, nó nặng dữ lắm. Rồi có anh Út là anh trẻ và anh 40 mấy tuổi à. Nhưng mà anh khỏe. Anh rinh, anh chuyển, anh dời này kia nọ. Anh cắt, anh đục làm nổi. Còn mình chỉ thợ vịn thôi. Rồi quấn bằng cái gì vô anh Út? Giờ mình lấy cục dây rút rồi trước ha. Rồi mình kết thúc clip nha các bạn. Đó. Rồi mình kết thúc clip các bạn. Cây này quay lại cho các bạn xem lần nữa cái gốc nè. Đó, so với cái tại mình nè. Ghép gì được các bạn. Đó, ghép vô các bạn thấy không? Ép nó vô vậy đó. À, có cạo cái da không? Có.
đó đó, là dưới mình làm cây này lợi nữa các bạn. Cây này là cuộc sống cây người của rừng, là nhìn vô biết cây của rừng bứng liền. Cây này theo người của rừng nói các bạn nè, các bạn thấy nó bị lũa một cái đường gân là nó thấy cây nó sắn lên nữa các bạn. Nhưng mà cái này nè, lũa tới đây nó hết nè các bạn. Nhưng mà nó đây da này mình sẽ nó làm bao da lại, mình có một cái keo bao da này lại đó, bạn thấy không? Để mình quay vòng tròn cho các bạn xem nè, nó cây này các bạn, đó không hao lấy keo trong ha, keo đó rồi bạn thấy không? Đó mình làm gốc lại, hồi đó cái này cái nhánh nó to lắm nhưng mà nó lũa, nhưng mình làm cho nó tới luôn các bạn. Đó cái nhánh này để cho nó giữ cái mặt cắt này. Rồi mình kết thúc clip nha các bạn, nó hơi lâu. Trên xuống nè, lá nè các bạn, lá nè các bạn đó. Rồi mình kết thúc clip.